Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh kiếm tiền online của mình. Sau mỗi video mà mình review, nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn nút đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người để ủng hộ mình nha. Rồi, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một trang web đầu tư kiếm USD hay các bạn, với lãi suất là từ 3.3% cho đến 5.1% hàng ngày hay các bạn. Đó là trang web Telepack. Thì như các bạn đã thấy giao diện này á, các bạn thấy quen không? Y chang con web Black 24 luôn hết các bạn. Đó. Ở đây á, có chung admin hay không thì mình không dám nói, nhưng mà về cơ bản á, thiết kế trang web là hoàn toàn giống nhau ha các bạn, cách bài trí giống nhau ha. Và nó chỉ thêm về màu sắc thôi, và nó thêm cái chỗ mà tài khoản mail.ru của Nga nè các bạn. Rồi ok. Thì trang web Webless như mình đã nói á, là nó chạy trên 5 tháng ha các bạn. Con này mà nó chạy cỡ 3 tháng thôi là các bạn có thể là sinh lãi rất là cao ha các bạn. Hoặc trên trên tháng rưỡi thôi các bạn là ngon rồi. Rồi ok. Thì trước khi hướng dẫn các bạn đăng ký tài khoản trên trang web này á, thì mình sơ lược một chút xíu về trang web này ha các bạn. Thì đầu tiên các bạn thấy á, khi các bạn đăng ký thành công á, thì các bạn sẽ nhận ngay 50 đô vào cái gói đầu tư mà nó cho các bạn ha. Rồi ok. Và cái tiền thưởng khi mà bạn giới thiệu bạn bè á, mỗi một người bạn mà các bạn giới thiệu á, sẽ được 1 USD các bạn. Rồi ở chỗ 5 có đầu tư 50 đô và cái tiền thưởng 1 USD này, một chút xíu nó tính lãi suất như thế nào thì về vào cái đăng nhập vào giao diện bên trong mình sẽ nói trực tiếp để các bạn nắm rõ về cái hai cái số lãi mà các bạn được nhận từ 50 đô và 1 đô từ tiền thưởng bạn bè các bạn. Rồi ok. Thì đây nó có liên kết với ba mạng xã hội. Thứ nhất là Contact, tức là viết tắt là VK đó, mạng xã hội của Nga. Đó, tài khoản Google, tức là tài khoản Gmail các bạn nhé, và tài khoản mail.ru là tài khoản của Nga các bạn. Rồi đó, thì ở đây á, cơ bản thì cái phần giao diện nó khá là đơn giản các bạn. Ở đây á, về cái chương trình liên kết á, thì nó có 3 cấp độ. Đến tầng thứ nhất các bạn sẽ được hưởng 10%, tầng thứ hai các bạn sẽ được hưởng 3%, và tầng thứ ba các bạn sẽ được 1%, và các khoản khấu trừ từ lợi nhuận ha. Một chút xíu khi vào giao diện bên trong mình sẽ nói rõ hơn về các chương trình liên kết này để các bạn nắm ha các bạn. Rồi ok. Thì trang web này á, nó chỉ chạy được, tính đến ngày hôm nay là nó chạy được mới có 8 ngày thôi các bạn, tức là ngày nó thành lập á, là ngày 27 tháng 10 ha. Mình hy vọng là nó chạy tương tự như con Webless này, nó chạy đâu đó mình mong muốn là cỡ 3 tháng thôi là nó sinh lãi cho các bạn rồi ha các bạn. Rồi thì link đăng ký tham gia trang web này mình để phía dưới video ha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký tài khoản. Thì mình như mình đã nói đó, nếu các bạn có tài khoản Contact hoặc Gmail, hoặc nếu các bạn xài mail.ru thì các bạn có thể đăng nhập trực tiếp từ đây, hoặc các bạn có thể đăng ký tài khoản bằng cách là điền các thông tin vào đây. Các bạn điền tên tên đăng nhập, đó, mật khẩu, nhập lại mật khẩu, rồi sau đó các bạn nhấn nút đăng ký ngay. Rồi sau đó các bạn là kích hoạt địa chỉ email của bạn là xong ha. Ở đây cá nhân mình đã có tài khoản rồi cho mình đăng cho nên mình đăng nhập vào bên trong luôn các bạn. Rồi các bạn nhớ xem đến cuối video ha các bạn, vì mình sẽ tiến hành đầu tư trực tiếp cũng như là rút tiền cho các bạn xem, để các bạn nhắm rõ quy trình để dễ tham chiến ở trên trang web này luôn ha các bạn. Rồi ok. Rồi thì như đã thấy, đây chính là giao diện chính ở bên trong khi chúng ta đăng nhập vào ha các bạn. Chúng ta đang ở bảng điều khiển của nó, thì ở đây là cái số dư tài khoản mình đang có nè ha các bạn, là 0.066 nè ha các bạn. Đó, cái tài khoản tiết kiệm của mình á, tức là cái tài khoản thưởng của mình nó đang là 2 đô nè các bạn. Đó, rồi cái số min rút ở đây nó có thể hiện ha, cái min rút tiền của nó là 0.02 USD ha các bạn. Rồi còn cái số này á, chút xíu nữa mình sẽ nói chi tiết ở số này là ở đâu ra ha các bạn, 0.2 USD nè, tại sao nó nằm dưới này ha. Rồi ok. Thì sau 24 tiếng á, thì nó sẽ trả lãi cho mình ở cái phần tiền thưởng này ha các bạn. Rồi thì nó trả lãi là nó lấy cái tiền thưởng này, nó nhân tỷ lệ là 0.1%, sau đó nó sẽ trả về ví cho mình ha. Cũng như bạn thấy á, là ở đây đang là 2 đô nè, nó trả cho mình rồi nè, nó trả một đợt cho mình rồi nè, là về đây là 0.006 USD các bạn. Rồi ok. Thì tiếp theo các bạn có thể thấy á, là ở đây á, chương trình tiền thưởng của nó là nó có hai phần. Cái này là đại diện ha các bạn, ở phần đây nó có chương trình tiền thưởng riêng nữa ha, rất là nhiều cái phần thưởng cho các bạn ha. Rồi thì mình nói quay trở lại cái chương trình tiền thưởng đại diện ở đây, thì đây nó đại diện bằng hai cái mạng, hai cái chắc fit. Thứ nhất á,
là contact, tức là cái mạng xã hội của Nga các bạn. Tức là đây mình đã có tài khoản contact nè, đó, và mình cũng đã kết nối với nó nè. Các bạn bấm vào chữ được thì nó sẽ nhảy qua cái trang contact này, cái trang contact này gọi tắt là VK đi ha các bạn, cho bạn dễ biết ha, nó biết tắt là VK. Rồi sau khi các bạn kết nối xong thì nó sẽ check như thế này, và nó sẽ có dấu check như thế này, nó sẽ trả cho các bạn là 1 đô các bạn. Rồi ok, thì đối với Telegram á, thì các bạn là chỉ cần bấm chữ được, rồi sau đó các bạn là chọn web hay mobile đó. Sau khi bấm web hay mobile á, thì nó sẽ chuyển tài khoản của các bạn về Telegram, cho bạn nhấn star là được các bạn, là đợi nó phản hồi ở cái phần trang web này, nó phản hồi ở đây, nó phản hồi có dấu check xanh là được. Tuy nhiên á, thì như các bạn đã thấy á, là mình đã có nhiều dấu star nè các bạn, tức là ở đây á, cái Telegram của nó mình không biết là đối với tài khoản của mình có lỗi hay không, và nó không có nhận cái Telegram của mình ha. Các bạn vào đây tham chiến á, thì nhớ cập nhật cái Telegram vô đây để nhận 1 đô các bạn. Đối với tài khoản của mình chắc không nhận được rồi các bạn. Rồi ok, thì tiếp theo ở dưới á, nó có chương trình giới thiệu 3 cấp độ đó. Như ở ngoài mình đã có nói với các bạn đó, là mình đã có nói ở bên ngoài cho các bạn biết đó ha. Còn đây là cái đường link giới thiệu của bạn nè. Các bạn dùng đường link này mời bạn bè các bạn tham chiến á, các bạn sẽ nhận ngay là 1 đô cộng vào cái số tiền ở trên này ha các bạn. Rồi ok, thì tiếp theo là về cái phần mà số liệu thống kê của nó thôi, người chơi, tiền gửi, rồi tiền tiền gửi hình thành ha các bạn. Rồi ở đây là cái một cái cộng đồng mạng, một cái cộng đồng người đăng ký của nó ở cái nhóm là VK ha các bạn. Cái nhóm là contact, cái mạng traffic của nó, thì các bạn đăng ký vào đây để nhận cái thông tin mới nhất từ những thành viên này, hoặc là các bạn khỏi đăng ký cũng được. Ở đây thì không thấy cái bonus ha các bạn. Rồi ok, thì đó là mình vừa sơ lược cho các bạn về cái bảng điều khiển. Tiếp theo về cái phần đầu tư, thì như các bạn đã thấy á, có 3 gói đầu tư, gói đầu tư từ 1 đô cho tới là 49 đô, và từ 50 đô cho tới là 999 đô, và cái gói cuối cùng là gói 1.000 đô. Nó đối với gói là 1 đô á, thì các bạn sẽ nhận lãi suất là 3.3% hàng ngày, và nó có thời hạn trong vòng 3 tháng ha các bạn. Đó là lợi nhuận mỗi ngày khi các bạn đầu tư vào đây với 1 đô á, thì các bạn sẽ nhận được 0,03 ha các bạn. Rồi ok, cái min rút nó khá là thấp ha, nó chỉ có 0,02 thôi. Ví dụ các bạn vào đây 1 đô thì sau một ngày thì các bạn đã đủ cái min rút rồi ha các bạn. Rồi thì lợi nhuận cho 3 tháng là các bạn sẽ đạt về là 2,7 đô, tức là các bạn lời 170 đô ha. Rồi ok, thì tương tự với những gói là 50 đô và 1.000 đô thì các bạn tham khảo chi tiết ở đây ha, đối với số vốn mà các bạn đang có để các bạn cân đối tham chiến ha các bạn. Rồi ok, tiếp theo là về cái mình nói về cái mục tiếp theo. Ok, tiếp theo là về cái đóng góp của bạn. Hình như mình đã nói bên ngoài á, khi các bạn đăng ký thành công á, thì nó sẽ tặng cái phần thưởng bonus cho các bạn là 50 đô. Thì 50 đô này nó sẽ trả cho các bạn bằng cách nào? Đó, ở đây nó nói rất rõ nè, mình đăng ký vào ngày 3 tháng 11 nè, tức là hôm qua, là vào ngày 1 tháng 2 2021 á, thì cái gói của mình là kết thúc. Đó, nó sẽ thanh toán vào ngày mai vào lúc 11 giờ 55, nó sẽ thanh toán cho mình với lợi nhuận là 0,2 đô. Đó là tương đương với 0,4% các bạn. Rồi ok, thì khi mà các bạn được 0,2 đô á, thì nó sẽ trả về đây cho các bạn nè, trả 0,2 đô về đây. Khi cái 0,2 đô này á, nó đạt cái mốc gọi là 10 đô ở đây ha, đạt mốc là 10 đô thì nó sẽ 10 đô này sẽ trực tiếp chuyển về cái tài khoản rút tiền của các bạn ha. Các bạn lưu ý là nó phải đủ 10 đô nó mới chuyển tiền về đây cho các bạn ha, rồi sau đó các bạn rút tiền về bình thường. Ok, đó là cái lối green mà nó cho các bạn, mà cái cách mà nó trả tiền cho các bạn ha. Tiếp theo là về ở đây á, mình có thực hiện đầu tư cái gói là 2 đô thì lợi nhuận sau 3 tháng á, và ngày 1 tháng 2 2021 thì mình kết thúc cái gói này, thì lợi nhuận thanh toán ngày mai của nó thanh toán cho mình 1 lần các bạn, vào 5 tháng 11 á, ngày mai của nó lúc 12 giờ 5 phút 5 tháng 11 mình sẽ trả lợi nhuận tiếp theo cho mình. Thì cái lợi nhuận mình nhận được mỗi ngày là 0,06 USD các bạn, tương đương đâu đó là 3,3% như cái gói mình mới giới thiệu cho các bạn đó, mình chơi gói thấp nhất của nó. Ok đó, thì đó là về cái phần tính toán lợi nhuận của nó các bạn đó, cũng như là đầu tư cho chỗ cái gói đầu tư đó. Khi các bạn đầu tư thì nó sẽ hiện vào đây ha, các bạn vào phần đóng góp của bạn thì các bạn sẽ theo dõi được cái gói đầu tư của bạn ha. Rồi ok, tiếp theo là cái chương trình liên kết. Thì cái chương trình liên kết này á, thì như mình đã nói bên ngoài nó có 3 cấp độ. Cấp độ thứ nhất các bạn sẽ nhận được 10%, thứ hai á, các bạn sẽ nhận được 3%, và cuối cùng á, các bạn sẽ nhận được 1%. Mình ví dụ khi mà mình mời bạn tham chiến thì mình sẽ được 10% trên tổng số tiền bạn đầu tư. Bạn mời thêm người bạn thứ ba nữa,
đó, bạn đó đầu tư, người bạn thứ ba đó đầu tư thì mình sẽ nhận được 3% trên tổng số tiền họ đầu tư đó. Tiếp theo là người thứ tư thì mình sẽ nhận được là 1%. Ok, đó là ba cấp độ. Còn về cái khấu trừ lợi những cái lợi những hàng ngày này á, thì cơ bản thì khi mình tham khảo mình cũng chưa có nắm rõ là ở đây nó tính như thế nào ha. Rồi thì các bạn có thể tìm hiểu thêm từ cái Google các bạn, hoặc là những cái tin tức của liên quan tới cái phần Telepack này ha các bạn. Rồi ok đó, thì đây là cái thống kê thôi ha, thống kê cái số người mình tuyển thôi và số tiền nhận được ha các bạn. Rồi ok, rồi đó là về chương trình liên kết. Tiếp theo là chương trình tiền thưởng. Thì như các bạn đã thấy, đây là chương trình tiền thưởng của nó. Đối với cái phần tiền thưởng bạn bè thì các bạn nhận được 1 đô nếu các bạn mời được một người bạn tham chiến. Ở đây gọi là tự động ha, ai mà đăng ký bằng đường link của các bạn thì nó sẽ tự nhảy 1 đô lên đây thôi. Cái cách tính thì mình đã nói với các bạn rồi đó, ok, ở phần đầu mình nói với các bạn đó. Rồi thì ở đây nó có các mạng chat fit như là mạng xã hội như là chủ yếu là contact các bạn, VK á, chỉ là mạng xã hội VK của Nga ha. Và đây là con Telegram đó, tức là hồi nãy mình có nói với các bạn đó là Telegram của mình đó, hiện nay là mình đối với cái tài khoản của mình đó, thì mình không có đăng 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 ký con Telegram bot được rồi ha các bạn. Rồi còn lại là ở đây là contact nè. Rồi ok, thì các bạn bấm vào tiêu được thực hiện thôi, nó sẽ trả theo cái phần thưởng tương ứng ở đây nè. Bây giờ mình sẽ ví dụ thử một cái cho bạn xem ha. Ví dụ như bây giờ là tài khoản là contact của nó nè, đó, tài khoản VK nè, thì bây giờ mình bấm chịu được đó, sau đó các bạn bấm là chữ đăng ký, nó sẽ nhảy, nó sẽ trả cho các bạn về cái tài khoản VK của các bạn. Các bạn nhớ đăng nhập tài khoản VK của bạn trước, sau đó các bạn nhắn là đăng ký cái trang web Telepack này nè. Rồi ok, sau khi đăng ký xong thì các bạn nhấn xác nhận đó, nó bảo là nhiệm vụ đã hoàn thành rồi nè các bạn, tức là nó trả về tài khoản tiết kiệm của ông ta nè. Ok, nó sẽ trả 1 đô cho mình đó. Bây giờ mình kiểm tra lại tài khoản tiết kiệm đây các bạn, mình đã được 3 đô rồi nè, hồi nãy mình chỉ có 2 đô thôi, bây giờ nó đã tăng lên 3 đô ha các bạn. Rồi ok, thì những cái phần mạng xã hội còn lại thì các bạn đọc nội dung yêu cầu, sau đó các bạn bấm chữ được và thực hiện theo yêu cầu của nó. Cái cách thức thì mình mới làm cho bạn xem nó tương tự như vậy thôi. Rồi ok, đó là về phần tiền thưởng đó. Tiếp theo rồi ok, cái phần mà cái chỗ mà gửi tin nhắn này các bạn, tức là nó kêu là cung cấp liên kết bài đánh giá của mình thì nó sẽ trả tiền thưởng cho bạn ha. Tuy nhiên các bạn cái phần này các bạn nghiên cứu thêm ha các bạn. Rồi ok, tiếp theo là về cái phần văn phòng đối tác. Ở đây á, thì nó không có quan trọng mấy ha, các bạn chịu khó nghiên cứu thêm giúp mình ha. Tiếp theo về phần ủng hộ. Ủng hộ này tức là mọi cái thắc mắc về cái vấn đề kiếm tiền cho trang web này á, thì các bạn có thể vào đây để nhấn vào nút gửi kiến nghị nè các bạn. Thì các bạn là đăng nhập tên, nội dung, sau đó các bạn gửi kiến nghị là ok ha. Đó, các bạn làm theo cái yêu cầu của nó là được. Rồi thì cái phần cài đặt, thì trong cái phần cài đặt này á, thì nếu các bạn muốn có một cái tấm hình giống như mình trên đây nè, cái tấm hình như thế này là bình thường vô nó sẽ không có ha các bạn. Các bạn cũng không có thay đổi hồ sơ để mà gắn hình vô được nữa. Thì các bạn phải, đầu tiên là các bạn phải có cái tài khoản là contact hoặc là mail.ru, hoặc là các bạn kết nối, các bạn liên kết với tài khoản Google thì các bạn mới có một cái thông tin đẹp như thế này ha. Là nó có hình ảnh đồ như thế này ha, còn bình thường thì nó sẽ không có ha. Các bạn phải cho nó chấp nhận cái quyền cho nó truy cập. Thì đây mình kết nối với tài khoản là contact nè, cho nên ở trên này mình mới có cái ID thì nó có sẵn, nhưng mà sẽ có hình cũng như là cái tên sẵn ha các bạn. Rồi ok, thì tiếp theo là về cái phần họ tên thì các bạn đặt ở đây. Rồi mật khẩu, các bạn có thể thay đổi mật khẩu tại đây. Rồi thì đó là phần setting đó. Còn về các cái FAQ nha các bạn, tức là những câu hỏi thường gặp á, thì các bạn có thời gian thì các bạn vào đây nghiên cứu thêm về cái trang web này ha, nó nói rất rõ trong này. Rồi bây giờ đến phần quan trọng nhất là mình sẽ tiến hành rút tiền, rồi sau đó mình sẽ đầu tư trực tiếp vào trang web này luôn các bạn. Rồi thì muốn rút tiền thì các bạn là bấm vào chữ rút tiền thôi đó. Sau đó là ở đây mình nó hỗ trợ các địa chí ví như là bây giờ Buffett Money, WeWe Money, Chainlink Money vân vân. Rồi thì các bạn sẽ thể là nghiên cứu thêm những cái ví này ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ rút từ ví Payer của mình ha các bạn. Rồi thì số tiền mình rút ở đây á, mình đang có là 0,66, mình rút hết luôn ha các bạn. 0,066 thì mình rút hết luôn. Nó không cho rút cái đuôi lẻ ha các bạn. Nó chỉ cho 3 số thôi, 0,06. Nó chỉ cho 2 số lẻ ở đuôi thôi chứ. Rồi sau khi các bạn nhập số tiền ở đây thì các bạn là nhập cái địa chỉ ví vào đây. Ở đây mình copy địa chỉ ví sẵn rồi, mình nhập vào luôn các bạn thấy là B103.
Rồi sau khi kiểm tra địa chỉ ví đúng rồi thì bây giờ á là nó nói số tiền tối thiểu là 0.2 nè, số tiền tối đa rút là không có nha các bạn, rồi phí chuyển tiền là 0% nè, tức là không có phí ha. Thì bây giờ bấm vào chữ rút tiền để xem coi tiền nó trả có uy tín không các bạn. Bấm vào rút tiền rồi ok, nó để là ứng dụng đã được tạo thành công và yêu cầu rút tiền đã được thành công ha. Rồi một cái điều hết sức lưu ý nữa là cái trang web này á, nó chỉ trả tiền cho chúng ta là từ ngày 15 cho tới 30 các bạn, giờ khung giờ 10 cho đến 22 giờ thì nó sẽ xử lý trả tiền cho chúng ta ha. Đó, để nè ha, cái xử lý yêu cầu rút tiền là phân bổ từ ngày 15 cho tới ngày 30 đó, giờ lúc 10 giờ cho tới 22 giờ ha, giờ Moscow thì 7 ngày trong tuần thì không có ngày nghỉ và lễ, và cái nó làm cả cả ngày nghỉ và ngày lễ luôn các bạn. Rồi thì ở đây mình đã đặt lệnh rút tiền rồi, thì bây giờ nó đang là ngày 4 tháng 11, nó chưa vô rơi vô ngày 15 và ngày 30, thì chắc có lẽ là mình làm video đây rồi mình để một thời gian tới ngày coi nó có trả tiền về cho mình không ha. Ở trước khi kết thúc video thì mình đợi chút xíu xem nó có trả tiền cho mình không ha các bạn, trả tiền liền không hay là đợi tới ngày 15 này ha. Rồi ok, tầm khoảng 3 phút thì nó trả tiền cho mình ha các bạn. Cái ngày 15 đến ngày 30 này thì không biết nó để là có ý nghĩa gì thì mình chưa có cập nhật rõ, thì nữa mình sẽ thông tin thêm cho các bạn ha. Tuy nhiên trả khung giờ này chắc chắn là các bạn phải rút tiền rơi vô khung giờ này ha, nó mới trả tiền xử lý liền cho các bạn ha. Rồi thì sau ba tầm khoảng 3 phút các bạn thì nó trả tiền cho mình ngay ha các bạn, chứ không đợi tới ngày 15 ha. Rồi thì mình mở lịch sử cho các bạn xem. Nó thì các bạn thấy là 0,06 USD nè, đó nó đã là yêu cầu xử lý và đã được thực hiện thành công nè các bạn, vào ngày 4 tháng 11 này ha. Đó rất rõ ràng ha. Đó 12 giờ 39 là nó sự mình đã đặt lệnh rút ha. Đó, và sau đó là nó đâu đó khoảng 3 phút à. Nè các bạn thấy nè, 4 tháng 11 là nó trả cho mình là 4,74 rút nè các bạn. Đó là ngày 10 và vào lúc 12 giờ 42 nè, nó đâu đó khoảng hơn 3 phút trở lại thôi. Đó là nó đã trả tiền cho mình nữa ha, 4 tháng 11 nè. Đó, ví của mình 861 rồi. Anh thấy là 4,74 phút nè. Ok. Đó, một cái điều mà các bạn chắc có lẽ là đang thắc mắc tại sao mình rút USD mà nó trả đồng rút cho mình. Thì USD á, là nó để là đồng tiền chung ở đây thôi. Tuy nhiên khi nó trả cho các bạn thì nó sẽ quy về rút ha. Thì cách quy về rút như thế nào thì mình sẽ chỉ cho các bạn nắm rõ hơn để quy ra cho nó dễ ha. Ví dụ á, các bạn là vào đây nè, các bạn vào F A quy nè, các câu hỏi thường gặp á, bạn vào đây sau đó bạn coi cái tỷ lệ USD quy về rúp là bao nhiêu thì các bạn nhân ra đã ra thôi đó, để mình nhân cho các bạn xem nè. Ví dụ mình rút về là 0,06 rúp USD ha, mình nhân cho tỷ lệ giá bây giờ đang là 1 đô là 79 rúp nè, thì các bạn là nhân cho 79 thôi đó, sau đó nó ra là 4,74 rúp thôi đó. Nè 4,74 rúp nè các bạn ha, rất rõ ràng ha, nó không trừ phí mình luôn các bạn. Nó đó là cách tính từ USD để quy về đồng rúp mà nó trả cho các bạn ha. Cái tỷ giá thì nằm đây, cái đồng rúp này tỷ giá từ đô sang đồng rúp thì nó lên xuống thất thường ha, cho nên khi nó trả tiền cho các bạn đừng quy chung là 79 ha. Các bạn vào FAQ nè, câu hỏi thường gặp, các bạn xem tỷ giá như thế nào cho đó, các bạn nhân ra là sẽ đúng với số tiền trả cho các bạn thôi. Rồi ok, thì cái phần rút tiền á khá là ok ha, bình thường hết. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đầu tư vào trang web này ha các bạn. Thì đầu tư, để đầu tư thì các bạn bấm vào nạp tiền. Các bạn sẽ nạp tiền vào số quý ở đây, sau đó các bạn mua gói thì bấm vào nạp tiền này ha. Rồi sau đó các bạn chọn cái địa chỉ ví, ở đây mình chọn là Payer. Rồi ok, sau khi chọn Payer thì mình nhập số tiền vào đây ha các bạn. Nhập số tiền của đầu tư mình sẽ thêm vào đây là 3 đô. Đó, thì bấm nút thêm nữa nè để xác nhận ha các bạn. Bạn kiểm tra là 3 đô nè. Sau khi các bạn bấm nút thêm nữa thì nó sẽ chuyển về địa chỉ ví cổng ví Payeer. Bấm thêm nữa rồi sau đó các bạn bấm nút nạp ha các bạn. Nạp tiền. Rồi nó sẽ chuyển các bạn về cổng ví Payeer. Rồi sau khi chuyển vào cổng ví Payeer thì nó quy ra đồng rúp ha các bạn. Đó. Thì ở đây thay vì các bạn sử dụng 3 đô hoặc các bạn có thể sử dụng đồng rúp cũng được ha. Ở đây thì mình sẽ sử dụng đồng rúp để nạp cho nó là 237 rúp này ha các bạn. Rồi ok. Đó, thì mình thành phim. Đó, các bạn đợi chút xíu ha. Rồi ok, sau đó các bạn thành phim. Rồi.
Rồi thì bây giờ ở đây mình đang có là 3 đô nữa các bạn. Đúng 3 đô nè ha. Rồi sau khi các bạn nạp tiền thành công á thì các bạn mua gói đầu tư, các bạn vào chữ đầu tư nè. Đó, mình tiếp tục mua cái gói là 3.3% hàng ngày các bạn. Bấm vào nút mua. Bấm vào nút mua chỗ này. Đó. Sau khi bấm vào nút mua thì các bạn chọn số đô. Đó, ở đây là đang là 1 đô thì nó tính cho các bạn nè, nó lãi suất hàng ngày là bao nhiêu nè ha. Giờ các bạn mình đổi là 3 đô. Đó. Thì các bạn thấy là lợi nhuận hàng ngày là 0,09 nè ha các bạn. Đó, và lợi nhuận cho cả kỳ á là 2,7. Rồi, ok. Tức là lợi nhuận 1 tháng, xin lỗi các bạn, là 2,7 nè ha. Rồi. Thì sau khi 3 tháng thì nó kết thúc, sau khi các bạn là kiểm tra xong xuôi hết trơn á thì các bạn là bấm nút mua. Rồi, nó bảo là tiền gửi đã đầu tư và kích hoạt thành công. Sau khi kích hoạt thành công thì các bạn bấm vào đóng tab nè. Đó, rồi. Ở đây nó để sẵn rồi, tuy nhiên mà các bạn muốn coi lại cái gói mình đầu tư thì các bạn bấm vào đóng góp của bạn. Đó, ở đây là mình đã mới đầu tư thêm 3 đô nè, hồi nãy mình đầu tư có 2 đô thôi. 3 đô nữa nè ha các bạn. Ê, 3 đô nè, tức là mỗi ngày mình nhận là 0,09 là tương đương với 3,3% nè các bạn. Đó, vào ngày 13 giờ theo giờ của Nga, 13 giờ 08 phút 29 giây nó sẽ trả cái lần lãi tiếp theo của mình vào năm tháng 11 vào ngày vào giờ 13 không vào giờ vào giờ 10 13 giờ 08 29 giây theo giờ của Nga ha các bạn. Và ngày mình tạo nè là 4 tháng 11 nè. Ha, và ngày kết thúc của mình là 2 tháng 2 2021. Rồi ok. Thì mình vừa giới thiệu cho các bạn một trang web đầu tư kiếm USD cũng như là nó sẽ quy vào group để các bạn với lãi suất là 3.3% ha các bạn. Thì mình cũng đã hướng dẫn các bạn rút tiền cũng như đầu tư thì trang web này là trả tiền cho chúng ta ngay lập tức ha. Rồi thì video mình kết thúc tại đây. Nếu các bạn có thắc mắc gì hãy để lại comment bên dưới. Nếu các bạn thấy video hay hãy nhấn nút đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người để ủng hộ mình nhé các bạn. Rồi xin chào tạm biệt các bạn. Xin cảm ơn đã theo Xin chào tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Rồi.